Tiếp tục chương trình để tìm hiểu rõ hơn về ảnh hưởng của mưa lũ đến đời sống của người dân, cũng như sự chủ động của bà con trước tình hình mưa lũ, trước diễn biến phức tạp. Chúng tôi sẽ kết nối với phóng viên. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện tại tôi đang có mặt tại bờ kè sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Như quý vị và các bạn đã thấy, tình hình thời tiết diễn ra hết sức phức tạp, y như tính tình của cà rết tôi vậy. Lượng mưa ngày càng tăng, có lúc tăng, có lúc tăng hơn. Một số khu vực có gió giật cấp 7, cấp 8, đôi khi giật lung tung không biết cấp nào. Tình hình cơn bão khiến nhiều người lo lắng, trong đó nhất là các em học sinh, lo lắng rằng ngày mai có được nghỉ học để tổ chức bạch tri trong nhà không. Trong thời tiết thế này, chúng tôi khuyến cáo các cặp đôi đừng nên đi ra đường, cũng đừng nên đăng ảnh Facebook tình tứ để tránh gây hoang mang cho dư luận. Tôi, phóng viên Tường Tâm, thường trú tại Cao Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.